Công ty giải trí TAS hân hạnh giới thiệu chương trình live show ca nhạc sĩ Phi Bằng với chủ đề Dân ca bay 2. Đạo diễn Thế Anh Step đồng hành cùng chương trình Sky Music. Với sự góp mặt của các ca sĩ khách mời, Giáng Tiền, Dương Hồng Loan, Giang Trường, Khu Huy Vũ, Lý Diệu Linh, Trường Sơn, Thiên Quang, Lâm Quang Long, Lê Phúc Cảnh, Vũ Đoàn Ngọc Việt. Chương trình sẽ được ra mắt quý vị khán giả vào ngày 16 tháng 12 năm 2016. Em đổi trắng thành đen, nhói lòng đau.